xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhé mình lại tiếp tục review cho anh em về phiên bản Mu huyền thoại Takam Mobile thì uh, ở clip ngày hôm nay thì tôi sẽ review cho anh em cách tăng điểm cái class GS. Ở đây thì mình đang có là 65 carbon nên là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tăng điểm 65 carbon của cái class JS này tại phiên bản MU hiện thoại Taka Mobile. Thì mình sẽ nói lại về cái lộ trình ra mắt bản thử nghiệm của bên phiên bản MU hiện thoại Takan. Nó sẽ diễn ra vào 19 giờ tối ngày 15 tháng 5 thì hôm nay ngày 11 rồi chỉ còn 4 ngày nữa thì sẽ có cái bản test nội bộ cho anh a à, bản test cho anh em test thì ở đây mình có tạo một cái group Zalo về cái phiên bản mua huyền thoại Takan đã được mấy trăm anh em vào rồi thì cái group này sau này nó sẽ là một cái group để anh em mua bán đồ hay là mua bán ngọc ở trong cái group đó anh em có thể là giao dịch với nhau nói chung là tôi có một cái món đồ này tôi muốn đăng lên bán thì anh em có thể đăng bán lên trực tiếp đó thì có người mua thì anh em sẽ liên hệ với anh em ebook cho anh em chẳng hạn đó ở trên nào cái group đấy để anh em trao đổi với nhau. Thì uh, ở clip này thì mình sẽ tập trung xây dựng cho anh em cách tăng điểm bôn của các class ở trong cái máy chủ thử nghiệm nhé anh em. Ở đây thì nó sẽ là khi mà tạo bất kỳ một nhân vật nào thì nó sẽ sở hữu được là 65 carbon nên là mình sẽ hướng dẫn cho anh em tăng điểm của các class là 65 carbon. Bao giờ ví dụ như là khi ô bình thì nó sẽ có mốc như là 20, 30k hay là 40k bôn thì mình sẽ hướng dẫn lần lượt cho anh em sau. Còn bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho anh em ở cái điểm đó là 65k bôn trước để cho anh em hiểu rõ. Thì ở đây là cái master thì mình chưa học nên là mình chưa thể hướng dẫn cho anh em cái master được. Nên là mình sẽ chia ra làm hai phần. Tức là mình sẽ hướng dẫn cho anh em tăng bôn và tăng master sau. Ok chưa anh em? Thì anh em thấy clip này bổ xx ích ích thì ấn cho thường xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhé. Ấy, vừa đi uống bia về nói ở chung là nó đang hơi bị đau họng một chút xíu em ạ <laughs> ok bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính của cái clip ngày hôm nay đó là sẽ hướng dẫn cho anh em cách tăng điểm của cái class GS thì mình sẽ nói qua luôn thì cái class GS này nó tên đầy đủ của nó sẽ là class thiết binh nó cũng giống như dk thôi dk của nó thì anh em sẽ gọi là chiến binh à, hay là dewic thì anh em sẽ gọi là phù thủy hay là gọi là sâu à, Dark Lord thì anh em sẽ gọi là chú tẻ ấy à, thì mỗi class thì nó sẽ gọi uh, chung nào nó có một cái điểm mà uh, cái tên gọi khác nhau. Đó à, thì uh, anh em nào quen cái kiểu như gọi nào thì anh em cứ gọi là như vậy. Bình thường là anh em nào mà fan cuồng của MU thì anh em sẽ gọi là JS rồi Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua về cái chỉ số thông tin về cái điểm bon của uh, cái class JS nhé Thì ở đây là mình đang có là 65 carbon này. Anh em để ý không? Thì uh, ở đây nó sẽ có, gồm có bốn thuộc tính sức mạnh nhanh nhẹn và thể lực hay là gọi là năng lượng sức mạnh thì mình sẽ gọi là trang nhanh nhẹn thì mình sẽ gọi là agi thể lực thì mình sẽ gọi là vịt năng lượng mình sẽ gọi là le thì uh, mình sẽ giải mã luôn về cái điểm thuộc tính một số anh em là chưa biết cái điểm thuộc tính của tất cả các class thì nó có công dụng như thế nào đúng không thì đầu tiên đó là trang hay còn gọi là sức mạnh thì tức là nó sẽ làm tăng cái lực tấn công cố định cho cái class nhân vật của anh em anh em cứ gọi là như là vậy nó sẽ có chung là tăng lượng đam ấy cứ gọi là như vậy nhá anh em à, về thứ hai về tăng vào agi hay còn gọi là nhanh nhẹn thì tức là nó sẽ làm tăng phần trăm sát thương skill tầm xa tức là dành cho s hoặc là tất cả những cái class mà uh, uh, như là dewitt các thứ ấy và tăng tốc độ đánh và lé tránh và thủ nên là nếu mà anh em nào muốn thủ trâu mà muốn tốc cao thì anh em có thể tăng vào agi hay còn gọi là nhanh nhẹn. Còn tăng vào thể lực tức là tăng vào vịt nhé hay còn gọi là máu thì nó sẽ làm tăng các phần trăm sát thương ở máu ở các cận chiến và tăng máu. Ở chung là gọi đơn giản lại là tăng máu đi anh em cho nó dễ nhá. Còn tăng vào năng lượng hay còn gọi là e tức là nó sẽ làm tăng mana cho các class của anh em và đặc biệt là nó sẽ tăng phần trăm sát thương cái skill hình thể em cứ gọi là các skill hình thể nhé, cho nó dễ nhá anh em. Ơi, <laughs> còn à, ở đây thì à, mình sẽ nói luôn về cái điểm JS à, cái class JS này. Thì JS à, ở đây thì nó sẽ gồm có mấy cái hình thức ví dụ như là anh em có thể là tăng vào như đi trên quái là một. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em tắt tăng quá tăng uh, đi trên quái ở uh, 65 carbon. ấy. thứ hai nữa là tăng BK solo thì anh em được biết là GS là nó một cái class sở hữu được cái tỷ lệ đam ăn hít cực kỳ cao trong các class và nó tiêu diệt các đối phương từ xa nên là đối đối phương mà khi mà solo mấy class uh, GS là không hiểu tại sao mình chết anh em ạ. <laughs> Vì nó đấm ảo ảnh liên hoàn mà. Nó đam bằng cái ảo ảnh liên hoàn nên là anh em không hiểu là nó đam ở đâu mà tự nhiên mình cũng chết đó. Nên là cái um, cái chiêu thức uh, ảo ảnh liên hoàn này nó rất là ảo nhá anh em thì nó đấm rất là xa và nó đấm trong cái bán kính hình tròn Đây là đôi lúc là anh em để ý là anh em đấm vào mục tiêu thì nó sẽ có những cái hình người nó đấm vào mục, mục tiêu của anh em nó đấm vào bản thân của anh em đó thì nó gọi là ảo ảnh liên hoàn đó rồi bây giờ sẽ không mất thời gian anh em nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cách tăng điểm đã đấy là mình đã giới thiệu hiệu qua cho anh em thôi uh, ở đây thì uh, mình sẽ Đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách tăng điểm trên quái trên quái nhá anh em thì ở đây mình đang có 65 carbon thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tăng điểm 65 carbon nhá về đi trên quái thì như thế nào thì uh, ở đây về cái điểm strength thì anh em sẽ tăng cho mình dao động từ 9 cho đến khoảng tầm 12 k strength ở đây thì mình sẽ tăng là 11 k strength à, mình sẽ tăng 11 k strength nhá đây là đi trên quái nhá anh em ở 11 k trang thì anh em sẽ tăng cho mình dao động từ 9 cho đến 12 k sức, sức sức mạnh hay còn gọi là trang ở 65 k ngoài ra về cái điểm agi điểm agi thì anh em sẽ tăng cho mình dao động từ 13 cho đến 17 k bôn để anh em lấy đủ cái mốc tốc ở đây thì mình sẽ chọn cái mốc bon agi nó sẽ là 15 k ở đây mình sẽ tăng là 15 k agi rồi Tiếp tục về LE thì anh em tăng cho mình uh, khoảng tầm một uh, 1 nghìn cho đến 1 rưỡi LE thôi. Ở đây thì mình sẽ chọn là 1 hai hai LE. Đó. Tiếp tục vịt thì anh em sẽ tăng mắc cho mình là vịt nhé anh em. Tăng mắc thể lực. Tại sao giờ S lại tăng thể lực anh em cứ tăng đi. Vì lực tấn công cận chiến nhé anh em. Anh em để đi lực tấn công cận chiến. Ở đây thì mình đang còn dư 37 carbon thì mình sẽ tăng hết vào vào vịt. Đấy anh em để ý này, khi mình gồng lên mình bút lên nha. Bút lên nhá. Rồi. Rồi mình sẽ đi đánh quái thử cho anh em. Mình sẽ lên can tủ đồ 2. Ở đây mình sẽ đấm ở đây mình không có huynh ba vì chưa học master nên là mình không ấy được đó. Thì đi trên như thế này thì anh em sẽ rất là khỏe và đặc biệt nữa là anh em đi săn cũng khá lợi hại. Đấy, săn thì anh em không lo chết nha. Đây anh em thấy giải S chưa? Đấm ra khá kinh đúng không anh em? Thì cái mốc tốc ở đây anh em để ý là mốc tốc của mình nó là 1k5. 1k5 tốc đó. Ấy giấy S nó sẽ đấm như thế này. Đấy là về tăng điểm uh, khi mà anh em đi trên quái thì anh em sẽ tăng như mình ở uh, điểm 65 carbon. Còn nếu mà BK thì anh em sẽ tăng như thế nào? BK thì chúng ta sẽ tẩy lại điểm nhé. Mình sẽ tẩy điểm lại. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tăng điểm BK solo. BK solo thì uh, GS nó là một cái lỗi khiếp sợ của các class khi mà solo anh em ạ. Đặc biệt là DK rất là ngắn ngẩm. Vì GS nó sinh ra để trị con DK mà nên là DK mà gặp GS là cũng hơi căng đấy anh em ạ nếu mà ngang đồ ngang sức là khả năng cao là 50 50 đấy anh em ạ không biết thằng nào nhiều thằng nào đâu quan trọng đó là cái trình kỹ năng DK của anh em nó như thế nào thôi còn đa phần là GS là cái nó là class sinh ra để trị con cái con DK máu anh em nhé nó sinh ra để trị con DK máu đấy bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cách tăng điểm cho GS khi mà anh em sở hữu là 65 carbon ở cái hình thức đó là BK solo. Thì uh, BK solo thì anh em sẽ tăng như thế nào? Thì uh, ở đây mình đang có 65 carbon thì anh em sẽ tăng cho mình khoảng tầm 4k hoặc là 5k máu. Tùy thuộc vào anh em anh em có thể tăng khoảng tầm 7k máu nhưng mà ở đây mình sẽ chọn mốc đó là tầm 5k5 máu. Uh, 5k5 máu nha anh em. À 5k máu uh, 5k5 sức mạnh, sorry anh em. 5k5 strength. Đó thì uh, anh em sẽ tăng cho mình vào uh, 5k5 strength. Còn Agi Agi ở đây thì mình sẽ tăng khoảng tầm 5.000 5.000 agi thôi Hoặc anh em có thể tăng khoảng tầm 8.000 agi tùy thuộc vào anh em Nhưng ở đây mình sẽ tăng vào 5.000 agi thôi Ở cái bản c 6 này Còn LE thì mặc định của nó sẽ là 1.000 thôi LE thì chỗ nó không quan trọng đối với GS anh em nhé GS nó không quan trọng về cái LE này Nó quan trọng chủ yếu là vịt thôi <laughs> tại sao để giờ hết lại tăng vịt đúng không anh em anh em không anh em phải tìm hiểu kỹ các chiêu thức của nó còn đâu anh em ở đây mình đang dư đó là 53 carbon thì mình sẽ tăng hết vào vịt hay còn gọi là máu nha anh em đó thì anh em thấy là máu mình nên tận 89 k thì uh, solo ở đây anh em nhớ là giờ hết thì nó sẽ đánh chủ yếu tăng như thế này anh em sẽ kết hợp với cái skill uh, vật ngã đây tức là cái kỹ năng này và cái chiêu thức uh... đây đó là chiêu thức này nhá và cái chiêu thức này cũng khá lợi hại này đây, mình sẽ thử cho anh em luôn sao thằng là bc đã chạy ra đây rồi đấy anh em sẽ đấm bằng cái kêu này nhá giờ s nếu mà solo với dk anh em sẽ đánh bằng cái kêu này và đặc biệt là anh em đừng quên là anh em sẽ phải sử dụng bút lên ba cái bút của giờ s nó sẽ có ba cái hình kỹ năng bút như này tức là đây nó sẽ có ba cái chiêu thức bút thì đây mình sẽ review luôn cho anh em đó là tăng thể lực này Đấy tăng thể lực là một thứ hai đó là hộ thân và thứ ba đó là xuyên thấu đó thì nó sẽ có ba chiêu bút như vậy đó, anh em thấy không vì cái đam của giờ ép nó đã to sẵn rồi anh em hiểu là cái đam giờ ép của nó đã to sẵn rồi và đặc biệt là nó có cái chiêu bút xuyên thấu nên là làm sao mà nó phải trâu bò một chút nhiều anh em mày cứ kiểu như là tăng max trang mà nó đam nó lên bình thường thôi con giấy này chủ yếu là nó phải lấy máu đấy anh em ạ phải tăng vào máu đó đi săn boss thì uh, giờ thì nó khá khỏe khá khỏe anh em ạ và nó đấm gọi chung là anh em có thể đứng vào một cái góc lát nào đó anh em đánh kỹ năng ảo uh, ảnh liên hoàn anh em có thể săn được boss rồi nên là cái lượng máu của nó khá khá cao nên là khi mà nó tăng cơ nó solo với bot thì nó khá là lợi hại nhá anh em nó khá là lợi hại đó đấy là mình đã hướng dẫn xong cho anh em cách tăng điểm rs khi anh em sở hữu đó là 65 k điểm 65 k bôn nhá 65 k bôn thì anh em sẽ tăng như mình như vậy đảm bảo anh em khá là khỏe còn anh em nào cách, cách tăng điểm khác thì anh em có thể là cầm mình dưới cái clip này đấy gọi là cách chia sẻ gọi chung là mình chơi mu ở cái phim bản C96 đấy là cái kinh nghiệm chơi mu của mình thôi. Còn anh em nào có cách tăng điểm khác thì anh em có thể là comment dưới cái clip này để cho anh em có thể hiểu rõ hơn về cách tăng điểm. Cho cái class giờ hết nhá anh em hay còn gọi là class binh uh, Còn uh, sẽ mình sẽ review cho anh em về các chỉ số tăng theo dòng như thế nào ví dụ như tăng theo dòng Agi hay là tăng theo dòng máu hay là tăng theo dòng LE hay là tăng theo dòng strength thì uh, lúc đó mình sẽ review sau cho anh em khi mà có cái điểm full master thì tôi sẽ làm một cái clip chia ra để cho anh em hiểu rõ hơn về cái class thiết binh này Ok mình xin phép đặt kết thúc clip ở đây anh em hãy click ngay để vào nhóm Zalo nhé anh em Ok bye anh em nha